Anh thấy là cái mô hình mà chúng ta phân theo các cái thuộc tính nó rất là hay, và nó sẽ ứng dụng một cách diện rộng hơn, và nó tiếp cận được với cả cái tư duy về marketing theo từng giai đoạn nó tốt hơn. Theo anh thì có mấy loại mô hình kênh phân phối? Có mấy loại mô hình kênh phân phối thì trên nội dung học thì chúng ta thường phân ra cái mô hình về bán trực tiếp hoặc là mô hình bán qua hệ thống kênh. Thế nhưng mà anh thấy là cái mô hình mà chúng ta phân theo các cái thuộc tính nó rất là hay, và nó sẽ ứng dụng một cách diện rộng hơn, và nó tiếp cận được với cả cái tư duy về marketing theo từng giai đoạn nó tốt hơn. Cái mô hình này đã được Philip Kotler tổng kết và viết lại ở trong cái cuốn sách Marketing 4.0. Ông ấy đã đưa ra đến cái lịch sử phát triển của từng giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên, sơ khai của các thương hiệu thì bao giờ cũng là single channel, có nghĩa là họ chỉ có một kênh duy nhất này. Mọi sự kinh doanh đầu tiên là chúng ta sẽ tìm đến một kênh để chúng ta làm thế nào đưa được sản phẩm của chúng ta đến với khách hàng đã. Thế nhưng rõ ràng chúng ta thấy là mà ngoài cái sự bùng nổ về mặt là công nghệ, ngoài sự bùng nổ về các yếu tố khác nhau nữa liên quan đến hoạt động dịch vụ xã hội, thì cái xu hướng chuyển từ single channel sang multi channel, có nghĩa là đa kênh hơn, thì nó là một xu hướng mà bắt buộc các doanh nghiệp khi sở hữu về brand hoặc là các nhà sản xuất họ sẽ cố gắng tìm kiếm. Họ có thể tìm kiếm thông qua các kênh offline, về hội chợ, về hội thảo, về những nơi mà họ có các hoạt động về matching business. Thế nhưng sau đó họ lại sẽ cố gắng tìm kiếm xem trên hệ thống kênh online họ sẽ có thể tìm kiếm đến các cộng đồng, các group, hay là đơn giản là chúng ta sẽ thông qua những cái buổi mà chúng ta có thể được gặp gỡ và giao lưu giữa các quốc gia với nhau. Ở cái hình thái số 3, sau khi phát triển lên hình thái đa kênh, thì chúng ta thấy mô hình bây giờ người ta đã bắt đầu phần đa các doanh nghiệp họ hướng tới mô hình là cross channel, có nghĩa là các kênh có thể bán chéo cho nhau. Một khách hàng lúc này họ hoàn toàn có thể xem một cái sản phẩm ở tại một đại lý, một cái cửa hàng mortar and brick, nghĩa là cái cửa hàng truyền thống, cửa hàng xây bằng vật lý. Sau khi xem xong, trải nghiệm xong, được nghe tất cả những lời tư vấn xong, đôi khi họ không mua sản phẩm ở tại nơi đó mà họ lại quay trở về, họ lên internet, họ search lại các nguồn thông tin một lần nữa, và cuối cùng họ mới ra quyết định là lúc này họ có thể mua ở trên internet hay họ mua ở cửa hàng vật lý. Thì chúng ta thấy trước đây chúng ta đi mua một cái tivi, chúng ta phải ra một cái cửa hàng siêu thị điện máy. Thì bây giờ chúng ta không nhất thiết phải đến một cái siêu thị điện máy, chúng ta hoàn toàn có thể lên trên Tiki, chúng ta vẫn mua được một chiếc tivi. Mặc dù thông tin chúng ta có thể check ở tại các cửa hàng điện máy, hoặc là chúng ta có thể check ở trên các cái cộng đồng, thì cái việc mà cross channel nó đã tạo ra một cái làn sóng trong hoạt động marketing, và nó làm cho cái hệ thống kênh phân phối bây giờ cái người quản trị kênh phải có một cái hiểu biết và có những cái nền tảng nó toàn diện, chứ không thuần túy là chúng tôi xây dựng trên kênh truyền thống thì chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào kênh truyền thống, hoặc chúng tôi xây dựng trên kênh online thì chúng tôi chỉ tập trung vào kênh online. Chúng ta sẽ bỏ mất đi những cái cơ hội, và khách hàng của chúng ta bây giờ họ luôn sống trong một cái mạng lưới mà nó có sự kết hợp giữa cả on và cả off. Và cái mô hình cuối cùng là bây giờ các thương hiệu, có một số những thương hiệu lớn như thương hiệu IKEA là chuyên về các cái đồ phụ kiện nội thất thông minh, thì họ đã bắt đầu hướng đến cái mô hình là omni channel, có nghĩa là trong cái mô hình cross channel là đa kênh, thì họ đang cố gắng chuyển hóa và phát triển tất cả những cái điểm chạm với khách hàng đều sẽ cung ứng một cái dịch vụ, một cái trải nghiệm mà đồng nhất cho khách hàng, để khách hàng có thể đến một cái cửa hàng vật lý hay đến một cái siêu thị online thì nó đều có một cái trải nghiệm tương đương nhau. Và nếu như cái trải nghiệm này ở các điểm càng gần với nhau thì khách hàng sẽ càng dễ ra quyết định, và ra quyết định một cách nó nhanh hơn.